Bà con, trái bí hay là quả bí, có người gọi là trái bí mà cũng có người gọi là quả bí, nhưng mà cũng một thôi. Nó rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà có một số người số bệnh này ăn vào thì nó ảnh hưởng sức khỏe xấu, và lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi bệnh, đó là những người tiểu nhiều, người có bệnh thận, người có bệnh hô hấp, người có bệnh ho, đờm, tiểu đường, bệnh gan, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, huyết áp thấp, cơ địa lạnh. Những người này ăn trái bí hay là quả bí vào thì bệnh càng lâu bớt, lâu lành, lâu khỏi, mà ảnh hưởng cho sức khỏe không được tốt. Đó là những người tiểu nhiều, người có bệnh thận, hô hấp, ho, đờm, tiểu đường, bệnh gan, bà bầu, người phụ nữ đang cho con bú, huyết áp thấp, cơ địa lạnh, là không ăn được trái bí hay là quả bí nha bà con. Mặc dù ta biết trái bí hay là quả bí nó tốt cho sức khỏe, vì nó tốt cho tim mạch, chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, tốt cho mắt, giảm cân, bệnh ung thư, tim mạch, da miệng khỏe mạnh, giảm huyết áp, hỗ trợ giấc ngủ, ổn định ngủ, ngon giấc. Nhưng mà không phải ăn bao nhiêu cũng được. Một tuần ăn không quá 3 lần, 3 bữa ăn như bình thường các loại bầu bí, các loại khác. Nhưng mà tuần ta ăn không quá 3 lần, bà con ạ. Cho nên mong rằng bà con ta ăn được vui vẻ, mạnh khỏe, sức khỏe ổn định nha bà con ơi. Xin chào nào nào.